Rồi ok mấy anh, thì hôm nay chim em lại về mấy anh. Hàng cho thay Đắk Nông anh em. Hàng cho thay Đắk Nông nha. Hàng về rất là nhiều nha. Đó. Thì để bắt đầu ra chim cho mấy anh coi ha. Thì có con nào mà đẹp xuất sắc đồ hàng tuyển thì em lựa đi ra để cho mấy anh ha. Hàng chim cho thay Đắk Nông anh nha mấy anh. Rồi ok mấy anh. Rồi ok mấy anh, thì em mới vừa ra chim xong rồi nè mấy anh. Đó, thì ra được sáng mấy con nha mấy anh. Nó nguyên nhẹ bên đây. Chim mấy con bên đây nè mấy anh. Đó, để em bắt đầu mà cho nó khô lông xíu rồi em quay cho mấy anh coi ha. Đây còn chim còn hơi ướt lông xíu. Đợi tí cho nó khô khô lông em quay cho mấy anh coi. Đó, bên đây rất là nhiều luôn nè. Còn 36 này giờ đây, nãy giờ là hút rất là nhiều rồi mấy anh. Đó, còn 36 nha. Nãy giờ nó hút rất nhiều luôn, hút khè liên tục ha. Đó. Về được sáu mấy con nha mấy anh. Thì tháng mới bán 250 con nha. Còn hiện thêm tuyển mẫu hóp thì em bán là 350 một con nha mấy anh. Đó này thấy không, nó hút liên tục luôn á. Đó, nó còn 111 hút nè mấy anh, hút rắn được đó, hút rắn đùi liên tục luôn đó. Thì anh em nào bắt thì cứ nhắn cho em ha. Hiện mà thang tuyển mẫu hóp thì 350 một con, còn hàng thang bình thường thì 250 nha mấy anh. Đó, còn đang hút đó. Lông nó còn hơi ướt á mấy anh. Đợi xíu lông nó khô rồi em bắt đầu quay cho mấy anh coi ha. Thì anh nào mình cần hàng nào thì cứ nhắn cho em ha. Rồi ok mấy anh. Rồi ok anh em, thì chim em mới về nó đã khô lông tí xíu nè anh em. Thì đem quay cho mấy anh coi ha. Thì đây, đây là những cái con nãy mới về đây. Bên đây nữa nè. Bên đây là hàng mới về hết nha anh em. Còn cái hàng mà 200 mà còn lại sót lại mấy bữa trước thì em giờ qua đây rồi nha mấy anh. Đó bên đây, hàng 200 để bên đây nha. Đó, hàng 200 mấy bữa giờ còn sót lại. Đó, thì bên đây là hàng ngày mới về. Đó, thì nó đã khô lông bớt rồi đó mấy anh. Đó. Thì chim đợt này thay lông khá nhiều nha. Chim nó đang vô mùa thay lông nên chim nó thay lông cũng rất là nhiều. Rồi ok, thì để em quay cho mấy anh coi. Mấy anh thích con nào thì cứ nhắn cho em ha. Mình làm đứng hót tổng ha nè. Đó, con là 41 chứ con làm cam không có số, lộn hộn con vàng không có số đó nè. Đó, hót tổng ha. Cái này là hót đấu luôn á nha anh em, chứ không phải là lò lẫy nha. Đó, con là cam hót rất nhiều luôn ha. Đó, hót nãy giờ luôn á. Đó, con kia chơi lại luôn kìa anh em thấy không. Đó, hai con này thôi hết bài ha. Đó, nhìn thấy không? Hót rất ghê không? Bên này nó hót sổng rất là nhiều anh em. Đó. Rồi ok anh em. Thì anh em tuyển được hai con này anh em, hai con hàng tuyển ha. Đó, hai con này khá là ok anh em ha. Đó thì một nó chưa có vô cái form mà form 500 anh em. Thì nhưng mà mấy con này cũng rất là to rồi. Đó thì hai con này em bán là 400.000 một con nha anh em. 400.000 một con nha. Hai con này thực sự rất là to nên cầm vô tay nó cộm tay luôn nha anh em. Nó 400.000 một con nha. Này em chỉ có hai con thôi anh em, nhân tay thì bắt trước thì bắt ha. Hai con nha anh em, 400.000 một con. Đó, hai con này đem lại gần cho anh em coi. Đó. Chim nó mới về anh em nó còn hơi nhét nha. Đó, em quay cận cảnh luôn cho anh em coi ha. Đó, anh em nhìn trong đây thì anh em không có nhìn hình dung được con chim sao, nhưng mà khi mình cầm vào tay á thì con chim sẽ rất là khác nha mấy anh. Đó đây nè, đó cộng đây. Nên thấy chân cũng khá to ha, chân rất là to luôn. Hai con này là đang có lửa hết nha mấy anh. Họng rất là đen luôn nha, đó. Họng của mấy con này rất đen nha mấy anh. Đó, thấy không? Đó. Họng rất là đen. Đó, hai con nha anh em. Chỉ có hai con thôi, một con 400.000 nha. Nên là bắt con nào thì cứ nhắn cho em ha. Rồi ok mấy anh. Rồi, con 76 này rất dài nè anh em. Chim đang thay lông ha. Đó, mặt cũng khá đẹp ha. Số 76 nha.
hai luôn nè anh em. Đó, chim này thì mới về nó còn hơi yếu chứ tí. Đó thì chắc ngày mai nó khỏe tỉnh là thôi nha anh. Con số 122 ha. Rất là dài chim luôn. Đó. Đây, con 141 luôn. Đó, đợt này thì chim thật sự thay lông rất là nhiều luôn ha. Bên mối về trên chim thay lông rất là nhiều. Đó, nó đang trong quá trình nó thay lông luôn mấy em. Đó, con 141 luôn ha. Rồi, đi qua đây nha. Đây, con số 2 nữa nha. Con này khá đồ con ha. Được vai cũng có. Đó, rất là xiên, đuôi đấm rất là cao ha. Rồi, ok nha. Đây, con số 73 luôn. Đó. Rồi, đây nó nè, con số 77 nha. Mấy con này thì trúng chim chứ mà, chim trúng chim thôi. Đó, mấy con này thì lông nó còn hơi ướt nè. Đó, có con thì lông nó khô rồi, có con lông nó chưa khô. Đó. Còn 67 thì lông nó còn hơi ướt nữa nè. Đó. Con 36 này giờ hít rất là nhiều luôn rồi nè. Hít liên tục luôn nha. Đó, nó mới về mà hít rất là nhiều ha. 36. Đó nè, con 36 hít rất nhiều nè. Đó. Rồi, xíu nha. Con 35. Rồi. Con 37 cũng rất là to nè mấy em. Cái con này thì chung chim nha. Con này rất đẹp nè. Mỏ mỏng, chim sâu. Con 37 nha. Rồi, con 111 nè mấy em. Con này nãy lúc mới về nè, nó cũng hít rất là nhiều luôn. Đó. Rồi, con 55. Đó, con này rất là xiên cánh đuôi ha. Đó, chim nó rất là xiên cánh đuôi luôn. Đó. Đó. Thì nó mới về mà nên nó còn hơi nha. Chưa có tỉnh chim hẳn. Đó, nhưng mà con 37 là dáng rất là đẹp ha. Đó. Con 36 nó hít ngoài luôn nè. Đó. Con này về nhà rất là nhanh chơi nè. Con 36 này về nhà khẳng định mình rất là nhanh chơi ha. Đó, được không? Rồi ok anh em. Thì anh lại gần xíu ha. Đây con 67 mặt rất đẹp nè mấy anh. Đó, con 67 ha, mặt rất là đẹp luôn. Đó. Đây con 80. Con này nết nhảy hơi khó thuần nữa nè. Con 80 này nết nhảy hơi khó thuần ha. À quên nè. Thì ở đây nó lọt vô con chuyền nè. Chốt cái đà bổi cái này nó lọt đâu vô con chuyền nè. Đó con này thì cánh trắng đánh. Cánh trắng rất là dài ha. Đuôi đấm rất cao ha. Đó. Con này thì em bán 300 nghìn luôn nha anh em. Còn đúng con lọt vô trong cái lô bổi nó mới giao cho em luôn. Thì bán 300 nghìn con nha anh em. Đó, còn đúng con duy nhất bổi luôn, chuyền luôn chứ. Đó, 300 nghìn nha anh em. Lông đuôi nó đang thay nha mọi anh em, chứ không phải là lông đuôi nó ngắn vậy nha. Lông đuôi nó đang thay. Đó, đây vẫn còn nè, ở đây thì nó còn ít lông quá, không có lồng nên nhốt chung hai con vô cái lồng luôn. Đây, con này rất đẹp nè. Con 46 này nè. Đó, đuôi nó xuyên dịch nha. Đó, nó dịch rất là dữ luôn. Đó. Đó. Nên thấy không, cái đuôi nó dịch liên tục luôn nha. Con 46 nè. Đó. Rồi, nếu vừa đây coi thọt nè. Con 45 thì cũng rất là ok nè, rất là dài chim ha.
con số 45 rồi nha anh. Dài chim sao cậu ha. Đó. Đó, con cái lồng cam không có số thì em. Con này thì nó nhảy lũi đầu nha. Con này hơi khó thuần ạ, nhưng mà được cái là mặt cũng đẹp, yếm sâu, một vai có nha mấy anh. Con này thì hơi ốm chim xíu nha. Đó, con 55 con rất đẹp ha. Đó, con 37 thì nó rất là dữ nha mấy anh. Đó, con 37 thì nó cắn bố rất là nhiều luôn nha. Nãy giờ đá bố rất là nhiều ha. Con 37 nè mấy anh, nãy giờ nó đá bố liên tục luôn nha. Đó, con 37. Con 38 hết rồi nè. Nó còn 36 chứ. Rồi để em coi phía này cái con hút dữ vậy. Dạ. Rồi ok nè. Thì lên chốt con nào cứ nhắn cho em ha.